Thì sau khi các bạn cài xong cái hệ điều hành Mountain Lion lên trên VMware thì độ phân giải tối đa của nó chỉ được là 1024x768. Kết quả là cái màn hình của các bạn nó sẽ không có bung hết mà nó sẽ có hai cái sọc đen, hai cái khoảng đen ở hai bên mép của màn hình như chúng ta đang thấy trên cái video này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cách nào đó để mà mình có thể là bung hết cái màn hình này ra. Đây, sau khi đăng nhập xong thì các bạn chịu khó chờ chút, tại vì nó chậm là do mình vừa chạy cái hệ điều hành này, mình vừa quay cái màn hình. Các bạn vô System Reference nè, các bạn chọn Display nè, các bạn thấy nè, scale của nó chỉ có là 1024x768 thôi, trong khi đó là cái độ phân giải của màn hình của mình là lên tới 1900 nhân cho 1080 nè. Mà như vậy thì chúng ta sẽ không có bung hết màn hình, nhìn nó cũng không có đẹp. Thì để làm được cái việc mà bung hết màn hình thì trước tiên các bạn mở cái trình duyệt web Safari lên, các bạn search cho mình cái từ là vm.svga2 support. Đây. Sau đó các bạn tải về. Chờ 5 giây. Rồi. Đang tải nha các bạn. Chúng ta có thể click vô đây để chúng ta xem. À, đã tải xong luôn. Tại nó chỉ có 155 GB thôi. Các bạn nhập một download. Các bạn click cái file này là cái file mình vừa mới tải. Khi đó nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi là cái phần mềm này thì nó không, nó được phát triển bởi một cái nhà phát triển không có biết, tức là không có cái định danh, nhà phát triển nào đó mà nó không có thuộc cái hệ thống của Apple Store ví dụ vậy, thì nó sẽ ra cái thông báo này. Thì bây giờ các bạn muốn cài được cái thông báo này, xóa bỏ cái thông báo này để cài được cái phần mềm SVGA này đó, thì các bạn phải vô System Reference. Rồi các bạn chọn là cái gì quên, security đâu, security đây, security ở bên chỗ là chỗ này nè, mình click vô cái chìa khóa. Sau đó các bạn nhập mật khẩu vô, nhấn hình lock. Lúc này các bạn chọn cho mình là anywhere ha, anywhere allow from anywhere. Rồi xong. Bây giờ các bạn vô trong một download, các bạn chạy lại cái file vm.svga2 chúng ta mình cài, chúng ta continue bình thường luôn, nhập mật khẩu để cài đặt phần mềm. Sau khi cài đặt thì phải khởi động lên máy.
đi xa lại mới. Các bạn thông cảm là tại vì mình chạy những ứng dụng, chạy trên máy ảo rồi quay phim màn hình trên máy ảo thì nó chạy rất chậm. Nhà bắt buộc giờ mình có thể chỉnh system lên nó nhanh hơn lúc nãy rất nhiều lần, các bạn thấy không? Mình có thể chỉnh cái độ phân giải mình mong muốn. Nhìn về là buông hết màn hình. Back for display là cái này nó để cái hệ điều hành nó sẽ tự động chọn một cái độ phân giải mà nó cho là phù hợp nhất nha. Mình thì mình sẽ tự chọn. Rồi, chúc các bạn cài đặt thành công game Azeria 2 ha. Bây giờ mình phải tắt cái máy này thôi.